Mọi người ơi, ô anh Đạt, đừng hỏi nữa, hỏi cái khác được không? Hỏi cái khác à? Hôn miếng, thôi hỏi cái khác, hôn miếng. Thì giờ gọi tao hỏi cái khác. Thế mày nụ người yêu cũ mấy phát rồi? Chưa lụm cái nào? Thế yêu vậy chưa nụ? Chưa luôn, thề. Thế đã Chưa. hôn chưa? Rồi. À. Cười Xịn. què à, cười đi. Ông đố cười Thoại đã được đảo. hôn rồi đấy. Thế là Thoại đã được hôn rồi Rồi. nhá. Hiện tại có người yêu mới chưa? Chưa, vẫn thế. Này trả lời thật nhá, không là ra đường ô tô là Ừ, tao không hỏi bắt đấy. em đây những cái câu hỏi dễ nha, em trả lời thật. Ai Mọi single? người hỏi là mày có bán thuốc hồi sinh không đây này? Tổ sư chúng mày nữa. Chơi cho nó lắm mà bây giờ còn hỏi quốc hồi trinh. Có hồi bằng mắt à? Mày làm cái trinh nhà người ta như là cái tờ giấy trắng, như là cái miếng vải vá bằng á. Hồi trinh. Tổ sư thần Rồi, bây kinh. giờ nhá, câu hỏi thứ tư. Thoại có mấy sợi nông nách? Này, mời ông đếm. Mời ông đếm, mời ông đếm. Này, tôi vạch cho mời ông đếm. Lách Đâu? nhỏ mấy sợi. Rồi trả lời Nhìn sao? đâu? Có không? Có nhưng mà nó ngang, có nhưng bây giờ nó mới mặc dài lên. Có. Thu Được. anh Đạt ơi, sao anh cứ dơ cái gì mà là cứ dơ giấy cả cái livestream nhà người ta ra. Cùng ghê á. Uy tín đây, quả đông lạnh kiểu chùm chùm. Có mấy sợi rồi, tiếp tục nhá. Tiếp tục này. Thôi Thoại. đừng có hỏi Thoại yêu trai gái nữa, cái đấy nó khó không hỏi. Rồi Ê từ tiếp tục từ, này. cái giỏ đỏ. Mọi anh đợi em xíu. Rồi. Hỏi đi. Hỏi đi. Hỏi đi cho bớt nhục. Tên người yêu cũ tên là gì? À, sao anh cứ phải soi em thế? Kìa, Ông Đạt ơi, để ông ví dụ Đạt ơi. để anh em còn biết đường mà tránh, nhớ đâu lại yêu nhầm mấy anh em trong này, lại yêu nhầm người yêu cũ mày làm nào. Người yêu cũ tên là Tư. Tư à? Bốn á. Thế là đàn ông à? Không có ai đâu mà nhớ. Tư chỉ có đàn ông thôi. Tư có đàn bà mà. Đàn ông đàn bà vẫn có người tên Tư. Rồi, tiếp tục câu thứ bảy này. Mọi người cho câu hỏi đi. Nào mọi người cho đặt câu hỏi nhanh lên. Tư. Này, đã được uống sữa của người yêu cũ bao giờ chưa? Sữa nào? Sữa trên hay sữa dưới? Ông đừng có hỏi những cái câu rất là vớ vẩn nhá. Mẹ Hay ông đọc mày cứ con đọc gái. comment của chúng nó ông hỏi. Con gái thì chỉ có sữa trên chứ làm gì có sữa dưới. Chỉ có đàn ông thì có sữa dưới thôi. Thì mới hỏi sữa Thì gì mày là yêu trai hay gái? không đi về. Quỷ từ đâu? Đi về. Sữa chưa? Thắng Chưa, luôn. chưa, chưa. Chưa được uống sữa bao giờ. Chưa. Đã kéo đi được chưa? Rồi thì câu thứ 8, người yêu mày có mấy hộp sữa? Kiểu lanh mấy Ai hộp? tổng đẩy 15 cái? Ông Đạt ơi. Eo ôm Ok. thì kẻo mất dạy thế này cơ chứ. Cuối cùng ông vẫn quay về cái câu đầu tiên tôi nói cho ông nghe. Ông nghĩ thế là vui à? Thằng này vẫn không bị lừa nhỉ, không có Không. hôm nào. Rồi ok. Ơi yêu anh thì mày thua đi nhá. Hello. Rồi tiếp tục. Thế đây mọi người. Thế bờ la là màu gì của mày ấy? Sẽ bờ na nào là màu gì á? Chuối chuối chuối, mọi người vừa bảo là chuối của anh Thoại màu hồng đen,
Nhưng mà mọi người đang tranh cãi vấn đề đấy rất là Tao gắt. đi hỏi màu gì? Đây làm gì? Thì bây giờ mọi người tranh cãi thì phải có câu giải thích chứ. Màu gì, màu gì? Màu Màu tái à? Màu tái. Chắc của thằng này màu tái rồi. đánh nhau đi người tạp tạp màu gì mọi người, màu gì nó là màu gì ta, bây giờ là màu gì? Màu da. Ừ đúng, màu da, mày bị thần kinh à, để biết là màu da, nhưng màu da là màu gì? ý là màu 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 nốt à? Không phải, không phải màu, mà cái màu gì, màu be à? Hay màu hồng phấn? Hồng phấn. Chắc là màu hồng phấn à? Ừ. Rồi tiếp tục. Bò tái. Thằng Mọi nào con người nào kêu bỏ tái bò. đấy, bỏ tái là mày đó. Nhưng mà kêu bò bò tái sợ ma chứ. Vì Cái gì? rồi. Rồi tiếp tục Đúng rồi, xin lỗi này, nhé. tiếp. Hồng cánh sen ạ. Dại ghê chúng mày, đừng có mất dạy. Thịt trâu bếp. Ờ rồi tiếp tục này. Câu cuối. Câu cuối này. Ý mồm đi, cái thằng kia đi, tao tập trung tao hỏi câu cuối nào. Mọi người comment đi. Cố lên, cố lên. Please help me, thank you everyone. Oh my god. Ừ thì màu thịt trâu gác bếp. Mẹ. Ừ, Lượng thuật. thế thì em có bao nhiêu người yêu cũ rồi, đã trải qua bao mối tình rồi? Câu cuối. Em nghĩ nha, một hai ba, ba cái. Ba cái. Ừ. Ba cái thì mọi người biết là cái gì rồi đấy, nên là không cần phải giải thích nhiều. Nhí chơi tui chúa chơi 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 đáng yêu thế. Tui thế đấy. Ba cái. Quả mồm trúng chím đáng yêu. Yêu. Thôi mày bớt đi. Tao men nhá. Vâng. Bớt thả Ông thính. Ui dồi. Nào kéo tiếp theo. chơi kèo nữa đi mọi người nào.